là cơ sở bảo đảm kỹ thuật cấp chiến lược của Bộ Quốc phòng, nhà máy X-52 thuộc Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân luôn hoàn thành vai trò là bác sĩ của những con tàu. Nêu cao tinh thần chủ động, phát huy nội lực, đoàn kết sáng tạo, đổi mới, đơn vị đã sửa chữa hàng trăm lượt tàu và phương tiện nổi, bảo đảm chất lượng, tiến độ an toàn tuyệt đối. Cùng với việc khuyến khích phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nhà máy đã tạo những động lực quan trọng để cán bộ, người lao động nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng nhiều công trình, giải pháp kỹ thuật tiên tiến, nâng cao hiệu quả sửa chữa tàu thuyền. Nhiều năm qua, nhà máy X-52 duy trì vững chắc thương hiệu, điểm tựa để tàu thuyền vượt sóng vươn khơi, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Sửa chữa tàu chiến đấu là nhiệm vụ có tính đặc thù cao. Nhiều vật tư thiết bị kỹ thuật đặc chủng không có nguồn cung cấp trên thị trường. Để có thể đáp ứng tiến độ chất lượng sửa chữa, cán bộ, kỹ thuật viên, chuyên gia của nhà máy phải tự nghiên cứu chế thử một số loại vật tư để thay thế. Những đòi hỏi từ thực tiễn là cơ sở để các phong trào nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và chế thử phát triển rộng khắp trong nhà máy. Từ năm 2020 cho đến nay, toàn nhà máy đã hoàn thành được 75 đề tài sáng kiến, các giải pháp kỹ thuật đã được công nhận áp dụng. Trong đó thì có 2 sáng kiến cấp tổng cục. Trong năm 2023 này thì chúng tôi đang triển khai 24 đề tài sáng kiến và giải pháp kỹ thuật. Thì các sản phẩm đề tài sáng kiến do nhà máy chế tạo đã được ứng dụng thực tế sửa chữa. Ngoài ra thì phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã xuất hiện nhiều cái gương điển hình tiên tiến, là có 2 giải thưởng sáng tạo trẻ của Bộ Quốc phòng. Đồng thời với đó là có 13 cái giải thưởng sáng tạo trẻ của Quân chủng Hải quân mang tên anh hùng Nguyễn Phan Vinh. Xác định rõ công tác kỹ thuật là yếu tố bảo đảm để thực hiện tốt nhiệm vụ, hàng năm nghị quyết của Đảng ủy nhà máy đều chỉ rõ nội dung chỉ tiêu về sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Đây cũng là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cá nhân, mỗi cơ quan đơn vị. Các sáng kiến cải tiến kỹ thuật tập trung vào 3 nhóm chính: chế tạo vật tư thay thế, dụng cụ phục vụ sản xuất và thiết kế, xây dựng hệ thống phần mềm quản lý trang thiết bị, phần mềm quản lý thư viện, phần mềm mô phỏng quy trình đưa tàu vào sàn nâng, nhà sửa chữa tàu. Nhà máy khẳng định chủ trương đẩy mạnh hơn nữa phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, xem đây là động lực chính để nâng cao một bước hiệu quả công tác chuyên môn đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Phương châm của nhà máy là trang thiết bị được đầu tư đến đâu, huấn luyện làm chủ và đưa vào khai thác sử dụng đến đó. Thì trong thời gian qua đến nay, nhà máy đã tiếp nhận và huấn luyện làm chủ hàng ngàn trang thiết bị, trong đó có nhiều trang thiết bị có cái hàm lượng kỹ thuật cao, rồi kết hợp giữa công tác huấn luyện và để đào tạo và huấn luyện để thực hiện nhiệm vụ sửa chữa tàu, mục đích là để nâng cao trình độ, kinh nghiệm và kỹ năng cho lực lượng cán bộ kỹ thuật và nhân viên kỹ thuật của nhà máy. Thì với việc triển khai thực hiện đồng bộ các cái kế hoạch và giải pháp trên, thì đến nay thì lực lượng kỹ thuật của nhà máy làm chủ vững chắc về công nghệ sửa chữa tàu. Đại úy Đào Xuân Hóa, ngành trưởng ngành sửa chữa hàng hải thông tin, được đồng đội gọi là cây sáng kiến. Là cán bộ trẻ được đào tạo bài bản trong nước và nước ngoài về nhận nhiệm vụ ở nhà máy X-52, Đại úy Đào Xuân Hóa được thỏa sức với niềm say mê nghiên cứu. Đồng chí đã chủ trì nhiều đề tài khoa học, giải pháp mang hàm lượng kỹ thuật cao. Nhiều sản phẩm của đề tài đã đi thẳng vào sản xuất, góp phần giải quyết nhiều bài toán kỹ thuật khó. Để thực hiện được những đề tài nghiên cứu khoa học thì yêu cầu về trình độ chuyên môn, kỹ thuật và yêu cầu phải có niềm đam mê về nghiên cứu khoa học. Bởi vì khi nghiên cứu các cái đề tài thì cần phải có sự kiên trì, đam mê để tạo ra được những sản phẩm mới. Trong nhà máy X-52 thì Đảng ủy ban giám đốc luôn luôn quan tâm đến sự phát triển của các nhóm nghiên cứu đề tài để tạo ra những sản phẩm mới, góp phần cải tiến, nâng cao năng suất lao động. Và hàng năm thì nhà máy luôn tổ chức những cuộc thi giải thưởng sáng kiến đề tài và những cuộc thi mô hình học cụ để khuyến khích những nhóm đề tài nghiên cứu phát triển, cải tiến sản phẩm. 3 năm gắn bó với nhà máy X-52 trên cương vị quản đốc xưởng khí tài điện tử, Thượng tá Trần Quý Dân đã tích lũy cho mình 7 đề tài nghiên cứu khoa học và giải pháp sáng kiến kỹ thuật thiết thực. Nhiều sáng kiến công trình kỹ thuật của anh đã được tôn vinh tại Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Quân chủng Hải quân. Anh đã trở thành người truyền lửa đam mê,
nghiên cứu sáng tạo cho đội ngũ cán bộ kỹ sư trẻ của nhà máy. Cũng từ người anh, người đồng đội luôn gần gũi, động viên hỗ trợ. Cán bộ người lao động của xưởng khí tài điện tử đã sôi nổi thi đua, phát huy sáng kiến, đưa ra nhiều giải pháp, đáp ứng nhiệm vụ sửa chữa nâng cao hiệu suất của các tàu chiến đấu. Chúng tôi đã tổ chức các cái lớp bồi dưỡng trên tinh thần là cơ bản thiết thực vững chắc, rồi lấy các đồng chí có kinh nghiệm tốt hơn để truyền đạt những đồng chí mới chưa có kinh nghiệm. Chúng tôi cũng mở những cái lớp đào tạo rất là kiến thức cơ bản thôi. Thực ra kiến thức cơ bản là kiến thức rất là quan trọng. Chính vì thế mà các đồng chí mới về là kiến thức cơ bản được đào tạo nhà trường, mặc dù đã đào tạo cơ bản rồi nhưng nó chưa sâu, chúng tôi vẫn phải bổ túc lại và truyền, đồng thời là truyền cảm hứng cho các đồng chí đó bằng cách là lôi kéo các đồng chí đó tham gia cùng nghiên cứu và giao cho những cái nhiệm vụ rất là sát, phù hợp với trình độ. Các đồng chí đấy càng ngày càng say mê. Để phục vụ cho công tác chuyên môn, những năm qua, nhà máy cũng tập trung đầu tư hiện đại hóa các trang thiết bị, phục vụ nghiên cứu đến sản xuất, nâng cấp các nhà xưởng, giám sát lắp đặt các trang thiết bị, huấn luyện chuyển giao, làm chủ công nghệ phục vụ công tác sửa chữa tàu. Những thành tích đạt được trong thời gian ngắn có căn cơ từ việc nhà máy X52 xác định đúng các lĩnh vực ưu tiên với lộ trình cụ thể. Đặc biệt, đơn vị tập trung xây dựng các trụ cột chính, gồm trụ cột về nguồn nhân lực và năng lực công nghệ, trụ cột về tài liệu công nghệ, trụ cột về nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và chế thử. Trong đó, phong trào sáng kiến khoa học và chế thử được hưởng ứng mạnh mẽ và trở thành đòn bẩy căn bản cho những bước phát triển của đơn vị. Để phát huy được hiệu quả của lực lượng lao động chất lượng cao, Đảng ủy, Ban giám đốc nhà máy đã dành sự quan tâm, tạo điều kiện về vật chất, về tinh thần và cơ hội học tập phát triển một cách tương xứng cho nguồn nhân lực đi đào tạo các bậc trình độ cao hơn, ví dụ như đào tạo kỹ sư lên thạc sĩ, đào tạo trung cấp lên cao đẳng, đào tạo ứng dụng chuyển giao công nghệ, sửa chữa trong và ngoài nước, huấn luyện làm chủ sử dụng thành thạo các trang thiết bị phục vụ sản xuất, đào tạo ngoại ngữ và một kênh đào tạo khác nữa đó là học hỏi trực tiếp từ các chuyên gia nước ngoài trong quá trình sửa chữa, tham gia công tác sửa chữa. Công tác cán bộ, công tác quân lực hàng năm thì đều rà soát, đề nghị các chế độ chính sách kịp thời. Nguồn nhân lực chất lượng cao của nhà máy đều an tâm, tư tưởng, phát huy được năng lực sở trường trong thực hiện nhiệm vụ. Nhà máy X52 vững bước trên con đường xây dựng phát triển trưởng thành. Thời gian tới, nhiệm vụ có nhiều thách thức hơn, nhưng với sự đoàn kết, phát huy nội lực trí tuệ của đội ngũ cán bộ người lao động, chủ động đón đầu từ sớm xu hướng công nghệ cùng nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ sẽ là những tiền đề vững chắc để nhà máy hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, xứng đáng là một trong những đơn vị dẫn đầu trong bảo đảm kỹ thuật của quân chủng hải quân.